Hoa Lan rừng Bảo Nguyên. Hôm nay em lên video ngày 12 tháng 8 năm 2023. Video của em thì được phát vào lúc 11 12 giờ trưa hàng ngày nha cả nhà. Thực sự là hôm nay mưa lắm cả nhà, mưa từ sáng giờ mưa tầm tã không ngớt luôn. Ở trên cái nhà là bị đang mưa nó phun nó tạt ướt này le hết. Mà tại vì hẹn với mấy bạn là phải đóng hàng để gửi đi hôm nay để cho thứ sáu các bác ấy nhận được hàng, nên là thôi phải chạy lên để đó đóng hàng xong rồi sẵn thì thôi, còn thì còn quay video luôn để lên cho các bác xem để bán cho các bác. Số điện thoại chốt đơn của em vẫn là 0967999669. Các bác là cũng là số Zalo nha cả nhà, với lại mong các bác thông cảm là nhiều khi em làm trên vườn, còn em ở chỗ khác, nên là nhiều khi các bác cứ gọi xong các bác hỏi cây như thế nào hoặc là phải em quay cây cho các bác xem luôn thì em thực sự cũng không thể nào mà quay liền được, nên là mong các bác thông cảm. Với lại em quay trên video cũng rất là rõ rồi, cây nào em cũng quay rõ, không biết là mưa to này thì nghe không được. Quay hôm qua có bác bình luận là bảo là nói nhỏ quá, tiếng nhỏ. Em cũng quay rõ từng cây, đặc điểm từng cây, nên là các bác thiện chí thì các bác cứ xem video, mà các bác ưng thì các bác mua. Tại vì thực sự bán bữa nay cũng chậm, nên là em cũng rất là chịu khó để mà bác nào hỏi cây nào xong rồi yêu cầu thêm cây gì cái gì, em cũng nên em quay video gửi qua từng người một, rất là tốn thời gian. Nhưng mà xong rồi nhiều bác coi xong chẳng thèm nói một tiếng nào hết, rất là bức xúc cả nhà. Biết là bán hàng thì phải chiều khách hàng, nhưng mà nhiều khi thời gian mình cũng tranh thủ á, mình cũng làm để tranh thủ thôi. Nhưng mà nhiều bác cứ hỏi cây này cây kia hoặc là trả giá tới luôn rồi chẳng mua được, nên là giá thì em bán chốt là em lên cái giá này là rất là ok rồi, em làm một cái giá chuẩn rồi, nên là các bác không phải trả giá nữa. Mà em bán hàng bao nhiêu năm nay em không trả giá, em chỉ bao ship thôi. Mà ba ngày đầu em mới like lại thì em sẽ bao ship hết, còn bình thường thì sẽ 500k trở lên em mới bao ship nha cả nhà. Và em bán nha, cây đầu tiên này cả nhà, mã B1 rất là đẹp, bản lá trên 3 cm nha cả nhà. Hàng rừng mà bản lá trên 3 cm là rất là to rồi các bác nha, chứ các bác đừng có yêu cầu nhiều nữa, không phải như hàng thuần của mình đâu. Nhưng mà về các bác thuần mà cái lá nó đã phát triển to như này rồi thì nó sẽ còn to nữa, nên là các bác yên tâm. Cây này tới 4 cái vòi hoa nha cả nhà. Cây này 4 vòi hoa rất là to đẹp nè. Bản lá nè, cây lá nhựa dày nha. Nó hơi vàng là nó ăn nắng á cả nhà, chứ không phải là cây nó vàng lá đâu. Nhiều bác cứ bảo cây vàng lá rồi thế này thế kia, còn những cây mà lá nó xanh mướt á là nó ở trong cái rậm, trong rậm không có ánh nắng. Còn những cây mà nó có nắng là nó sẽ vàng hơn những cái cây kia. Đó, mình trồng cây mình cũng biết cái đặc điểm của nó là đơn giản nhất là như thế mà các bác. Mã số 1 nha, B1 700k, đang lên 4 cái vòi hoa luôn cả nhà. Cây này lên 4 cái vòi hoa luôn, rất là sai hoa. Năm ngoái này cả nhà, năm ngoái nó được có một cái vòi thôi. Mỗi năm trước nó được một cái vòi, năm kia nó được một cái này, năm ngoái nó được một cái này. Mà năm nay nó lên tới 4 cái vòi hoa, đang lên rất là khỏe đẹp nha cả nhà. Cây này 700k, mã B1. Tiếp theo mã B2 là hai em cổ gà. Em quay rõ từng cây một cho các bác xem nha. Đó, em quay trước quay sau như thế này. Lá nè, nó hơi bị lỗi lá chân nha cả nhà. Nói chung hàng này thì nó sẽ không thể nào mà tránh khỏi được. Cây này đang lên hai vòi hoa đẹp nha cả nhà, hai vòi hoa đang lên đẹp luôn. Còn cây này thì một cái thôi. Hai cây này 550k nha cả nhà. Hai cây cổ gà này các bác ghép vào lũa rất là đẹp, mà bản lá cũng lá mít rất là to nha. Hai cây này 550k, mã B2. Tiếp theo mã B3 là một cây, cũng là một cây lá xếp quạt xòe nha cả nhà. Xếp quạt xòe to bằng bàn tay em rồi, đang lên một cái nụ. Đang mới có một cái nụ thôi nha cả nhà, nụ nè. Cầm như thế này là các bác thấy. Cây này 400k nha cả nhà. Mã B3 400k. Một cây đang lên một nụ nha, rất là đẹp. Tiếp theo mã B4 là hai cây lá xếp rục rịch nè. Hai cây xếp rục rịch luôn, nhưng mà lá nó hơi bị lỗi nha. Cây này lá nó bị con gì ăn á cả nhà, quanh mấy cái lá luôn, bị mấy cái, nhưng mà hai cái lá ngọn bắt đầu nó lên lại đây, rất là đẹp nha. Cây này bạn lá mít nè, lá nhựa lá mít rất là dày và đẹp luôn. Mỗi cây đang lên một vòi hoa nha các bác, mỗi cây đang lên một vòi hoa. Tầm này là các bác thấy có cái hộp gạo ở trong nha.
hai cây này xếp rục rịch này nha, rất là đẹp, bảng lá chỉ thiên này, xếp chỉ thiên nha cả nhà. 650k hai cây, mã B4. Hai cây rất là đẹp luôn, rễ này cả nhà nha. 650k hai cây. Tiếp theo mã B5 là ba cây. Ba cây này cũng là ba cây lá xếp nha cả nhà. Cái này nụ nó nằm ở cái kẽ này này, nó nứt ra đây. Cũng khá là to nha cả nhà, nó nằm vừa trong bàn tay em á. Một nè. Cái nụ cây này nó bị chột rồi nha cả nhà. Đó, nó xanh nó lên đầu này nó bị chột rồi. Cái lá này thì nó bị lỗi nè. Cây này thì nụ đang còn nè, đó. Ba cây này là 700k nha cả nhà. 700k ba cây này. Bản lá xếp chỉ thiên hết nha cả nhà. Lá xếp đẹp á chứ không phải xấu đâu. Ba cây này 700k, mã B5. Tiếp theo mã B6 là một cây. Cây cũng là cây lá xếp chỉ thiên nha cả nhà. Còn cái lá này là nó bị cái nhựa cây gì đấy, nó bị chảy. Nó bị đốm đốm với cái lá này. Cái nhựa cây nha cả nhà. Cây này đang lên một vòi hoa thôi, cây lá xếp này. Cây này 500k nha cả nhà. 1 2 3 4 5 6 cặp lá rồi cả nhà. Cây này 6 cặp lá. 500k mã B6. Tiếp theo mã B7 là ba cây. Ba cây này khá là to to mọi người. Nó cũng to to tiền luôn. Nhưng mà thấy nó cũng hợp hợp nhau nên là xếp vào một mã để cho các bác lấy về trồng luôn. Đó, cái này nụ đang ra nè. Mất một bên lá chân này nha cả nhà. Cái này để xem nụ nè. Nụ nó mới lú á cả nhà, thành ra là cứ phải banh ra. Cái này nụ ở trong đây nha cả nhà. Hai nè. Cây này là xếp quạt nha cả nhà, xếp quạt. Ba cái cây này rất là đẹp luôn cả nhà nè. Đó, ba cây này 1.000k nha cả nhà. Cây này cũng đang lên một vòi hoa này cả nhà nha. Một vòi hoa. Ba cây này 1.000k nha cả nhà. Ba cây này rất là lớn rồi các bác nha. Cây này mà bán riêng ra cũng là 400-450 rồi cả nhà. Nhưng mà gọt ra như thế này các bác mua nó cũng sẽ dễ hơn. Ba cây này 1.000k nha cả nhà. Mã số 7. Mã số 7 1.000k ba cây. Rễ nó vừa đang còn mới nứt ra này cả nhà. Rễ đang còn xanh nứt nha. Những cây như thế này về các bác trồng rất là dễ. Nó đang phát triển á, nó đang ra rễ nên là nó sẽ nhanh đi. 1.000k mã số 7. Tiếp theo mã số 8 là 5 cây hàng giống nha cả nhà. 5 cây hàng giống nụ đây. Một này. Nhưng mà đều là những cây lá xếp lớn rồi nha cả nhà. Hai, cây này nụ nó nằm ngay đây luôn cả nhà. Rễ khá là nhiều, các bác hàng rừng nhiều bác cứ bảo em là hàng bóc trụ. Các bác lo, các bác hỏi hàng bóc trụ à, cả không phải nha các bác. Hàng rừng nó mới có những cái rễ cũ nó sẽ héo và quanh như thế này. Đó, nhìn như thế này thì lấy đâu ra hàng bóc trụ các bác. Cái rễ này là nó héo khô luôn. Cái nụ nó mới nứt ở đây thôi cả nhà. Nó mới nứt một cái tí xanh xanh ở đây thôi. Nó bảo đảm luôn nha cả nhà. Cái này cũng vậy này cả nhà. Cái nụ nó nằm đây. Bốn cây đều xếp rất là đẹp nha. Cái này nụ ở đây. 5 cây này nha cả nhà. 5 cây này 800k. 5 cây 800k. Tiếp theo mã số 9 là một cây nè. Cây này bản lá cũng 3 sen cả nhà nha. Bản lá 3 sen. Hơn 3 cm rồi, mã B9. Mà cái lá bên này nó bị lỗi nha. Chứ còn thực sự cây này rất là đẹp đó cả nhà. Cái rễ này các bác về làm cây con cũng được. Làm cho nó đẻ con nha. Các bác kích vào cho nó sẽ lên con. Mã B9, tại vì nó lỗi nên em bán cây này 450k nha cả nhà. Rất là đẹp luôn á. Nó không bị lỗi, cái chỗ này là đẹp lắm luôn. Thì mới bán cái giá đó cả nhà. Chứ không là cũng phải 500-600. Đó, 450k mã B9 nha. Tiếp theo mã B10 là ba cây. Cây này xếp thì khá là đẹp các bạn nhìn. Nụ thì đang nứt ở trong kẽ này nha mọi người. Một nè. Cái này thì nụ ở đây rồi. Hai. Cái này nó chột nụ rồi nha cả nhà. Đây nè, cái chấm nụ của nó ở đây nó bị chột rồi cả nhà. Ba cây này 680k nha cả nhà. Ba cây này 680k, ba cây mã B10. Ba cây. Tiếp theo mã B11 là hai cây. Hai cây này xếp cũng khá là đẹp luôn cả nhà nha, xếp quạt.
một cây xếp quạt, một cây xếp chỉ thiên. Mỗi cây đang ra một cái nụ. Cây này nụ nó đang là nứt đây, tầm này là thấy cả nhà nha. Còn cái này thì nụ ra dài hơn rồi nè. Hai cây này 650k, mã B11 650k. Tiếp theo B12 cũng là một cây lớn nha cả nhà, bản lá đó, rất là to, xếp quạt xè luôn. Xếp quạt xè một cái nụ luôn cả nhà. Cây này được có một nụ 650k cây này nha cả nhà. Bản lá cũng rất là to nha, bản lá hơn 3 cm nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, 650k mã B12. B13 cũng là hôm nay, hai hôm nay được hai cây này cả nhà. Được hai cây mẹ bồng con, ngày hôm qua cũng có một cây nhưng mà bán rồi. Cũng có mấy bác hỏi nhưng mà thực sự là em cũng không nhớ, nên là hôm nay bác nào xem lại video, xem được video hôm nay chốt lại, chốt thêm nha, chốt tiếp. Chốt lại giùm em chứ giờ số điện thoại em cũng không nhớ là số của bác nào. Đấy, đang ra một cái nụ nha cả nhà, một cây mẹ bồng con nữa nha. Rất là đẹp, cây này có vẻ như là lớn hơn cây hôm qua nhưng mà thôi em cũng bán cây này 400k nha. 400k cho cây mẹ bồng con này. Mã số 13 nha cả nhà. Tiếp theo số 14 là cũng hai cây xếp. Xếp xè nha cả nhà. Hai cây xếp quạt này, cây này tới hai cái nụ nha cả nhà. Một cái chỉa lên, một cái chỉa xuống. Còn cái này mưa mà nó dột nó ướt luôn. Cái này cái nụ ở trong nó mới nứt ở trong cái kẽ lá này nha cả nhà. Hột gạo nó hơi bị đắt á, nên là nhìn nó hơi khó các bác ạ. Nhưng mà bảo đảm cho các bác, mã B14 hai cây này 650k nha cả nhà. 650k, hai cây này lớn lắm nha cả nhà. Hai cây này là nó bằng cái lòng bàn tay em luôn đó cả nhà. Hai cây mã B14 650k. Tiếp theo mã B15 là một cây, hàng này là hàng thuần nhà em. Năm ngoái nó bị gắn nụ á, xong rồi cũng không dám bán, để lại các bác ạ. Để lại thì năm nay nó ra nụ rồi. Rễ bữa nay ra rất là nhiều luôn. Đang ra rễ ấm chậu, bám chậu rất là nhiều, nên đang có ra một cái nụ đây nha. Bản lá là cũng hơn 3 cm. Cây này 600k nha. Bác nào ưng hàng chậu trồng rồi thì thực sự rất là nhiều những cây nhỏ nhỏ cả nhà, nhưng mà xấu quá không trồng được. Nhìn nó chán đời lắm. Nên là em thấy cây này được được em bán thuần rồi, trồng rễ ra ấm chậu rồi, bám quanh chậu rồi. Bác nào mà ngại trồng thì lấy cây này về trồng luôn. Đấy, 600k mã B15 nha cả nhà. Video của em thì hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Số điện thoại chốt đơn của em vẫn là 0967 999 669. Chào cả nhà, chúc cả nhà mình một buổi trưa vui vẻ ạ.